Nếu đầu tiên cho Trần Sang xin gửi lời chào đến toàn thể quý cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đang follow theo bài giảng của Trần Sang. Thì trước khi đi vào cái nội dung của cái bài giảng ngày hôm nay thì Sang cũng xin thông báo đối với tất cả các chị học viên là chúng ta nhớ nhấn vào cái nút đăng ký phía bên dưới video để mà khi Sang giao bài là chúng ta sẽ nhận được liền ha. Tránh những cái trường hợp là chúng ta bị nhận thiếu bài hoặc là chúng ta bị trôi bài. Rồi thì đi thẳng vào cái nội dung của cái video ngày hôm nay, đó là Sang sẽ hướng dẫn cho tất cả các anh chị cái cách mà chúng ta intro cái điệu cha 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 ha. Thì intro cái điệu cha 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 dân ca thì chúng ta đi làm show thì chúng ta hay gặp những cái bài cha 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 dân ca. Thì chúng một số bài, đối với một số bài cha cha dân ca thì không nhất thiết chúng ta phải đánh đúng cái intro gốc của bài. Nếu đánh đúng được thì tốt, còn trong những cái trường hợp mà những cái bài mà chúng ta biết đó là cha cha chăng ca mà chúng ta muốn sáng tạo một cái câu intro, chúng ta ví dụ chúng ta đánh cái câu intro đó hoài, chúng ta chán, chúng ta muốn đánh một cái câu intro khác cho ca sĩ người ta hát, hoặc là chúng ta sao, hoặc là những khi mà chúng ta gặp những cái bài mà thuộc về cha cha chăng ca mà chúng ta bây giờ sao, bây giờ chúng ta không biết cái intro mà chúng ta sẽ xử lý như thế nào, thì cái intro vòng quả âm cha cha chăng ca hôm nay sẽ giải quyết cái khó khăn đó ngay trong những trường hợp mà chúng ta đi làm show mà chúng ta không biết cái bài đó. Rồi thì đối với cái intro cha cha chăng ca này thì trong buổi chuẩn điệu sẽ gửi cho lớp thì lớp chọn cái style cha cha ha, cái tri bóp cha cha để chúng ta học. Rồi cái thứ hai nữa lớp chọn cho em cái tiếng đàn tranh, lớp chọn cái tiếng đàn tranh. Cái thứ ba nữa là chúng ta sẽ phối hợp cái tiếng đàn tranh và tiếng string ha, tiếng đàn tranh và tiếng string. Rồi thì Sang sẽ đánh mô phỏng lại một lần nữa và sau đó Sang sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết của cái intro cha cha này ha. Đó là Sang đánh mô phỏng lại một lần ha. Rồi Sai giờ đánh mô phỏng xong rồi đó, thì Sai đã đọc lại đối với cái câu, đối với cái phần cha 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 dân ca này chúng ta học cái vòng intro và chúng ta nhớ thứ nhất là chúng ta sẽ sử dụng cái tiếng đàn tranh, hai chúng ta sử dụng cái tiếng đàn tranh để mà chúng ta đánh cái câu intro này. Rồi thứ nhất đó là chúng ta sẽ đi cái vòng âm, chúng ta nhìn trên màn hình nó có cái vòng âm gì, la fa son do ha, chúng ta ghi lại cái vòng âm đó. Và cái câu tiếp theo là gì, re son mi la, hai Sai đọc lại la fa son do. Rồi tiếp theo re son mi la, thì cái bài này trong cái đối với cái vòng hòa âm ở bài số 1 là Sang đã hướng dẫn rồi, cái phần này là Sang sẽ hướng dẫn cho lớp cái cách mà chúng ta sáng tạo. Rồi thứ nhất là đối với câu đàn tranh chúng ta sẽ đi cái câu là đầu tiên đó là la, Sang đọc nốt nha, Sang đọc nốt nha. Phần còn lại là chúng ta coi nha, la do la son mi son la, à, chúng ta đọc, chúng ta xem lại nè, la do la son mi son la. Rồi là nó vô pha trưởng ha, là la là vô la thứ nè, la đô la son mi son la là pha trưởng. Rồi tiếp tục qua nè, son nè, son rồi gầy mi la son, son la son la son gầy mi là từ son qua đô. Như vậy là chúng ta thấy gì, cái hợp âm la thứ là chúng ta sẽ gơi ở cái nốt gì, nốt la. Và tiếp tục ở hợp âm pha trưởng là chúng ta sẽ gơi ở cái nốt la tiếp theo, ở hợp âm pha trưởng là chúng ta sẽ gơi ở cái nốt la tiếp theo nè. Hai chúng ta nhớ, chúng ta nhớ những cái phần này ha, ở bấm pha trưởng. Rồi ở hợp son, ở bấm son là chúng ta sẽ gơi ở cái nốt gì, cái nốt son, ở bấm son là chúng ta sẽ gơi nốt son. Và ở hợp bấm đô là chúng ta sẽ gơi ở cái nốt mi, ở bấm đô là chúng ta sẽ gơi ở nốt mi nè. Hai chúng ta chú ý những cái phần này ha. Rồi thì như vậy là Sang đọc lại nè, la là gơi nốt la nè, la đô la son mi son la là pha trưởng nè, son nè, son gầy mi la son, son la son la son gầy mi là pha trưởng, ở đô trưởng nè. Ha. Rồi tiếp tục hợp âm rê thứ. Rê thứ là chúng ta sẽ bấm cái nốt gì? Đối với rê thứ là chúng ta sẽ đánh ở cái nốt rê, rê ha. Rê mi rê đô la đô rê. Ha. Thì chúng ta đi lại câu nào, rê mi rê đô la đô rê. Hoặc là câu thứ hai đó là lá sa mi rê đô la rê, rê mi rê đô la đô rê. Hay chúng ta lấy câu này thì nó hay hơn. Lá sa mi là chúng ta lấy câu này nè. Lá sa mi rê đô la rê là vô rê thứ. Ghê mi ghê đô la đô rê nha, chúng ta ghi lại đọc nhanh nhưng mà ghi lại được nha, nhìn ra màn hình. Rồi mi la si là son trưởng, si ghê si là mi thứ, la son la trở về chủ âm la thứ nha. Đọc lại nè, mi la si là son trưởng,
si ghế si la sòn la trở về la thứ ha. Đó là cái câu gì, đó là cái câu của tiếng đàn tranh. Sẽ đánh lại cái tiếng đàn tranh nè, sẽ đánh lại tiếng đàn tranh nè, và đánh gì nè, ta đánh lại tiếng đàn tranh nè. Đó là cái tiếng đàn tranh. Còn trường hợp mà chúng ta muốn vào cái đầu ô nhịp, mà chúng ta muốn cho ra cái hồn tiếng đàn tranh luôn á, đầu nha, đầu ô nhịp, sao đang nói đầu ô nhịp thì chúng ta sẽ gãy câu này nè: ghế đô la đô la sòn la, ghế đô la sòn la, rồi sau đó mới bắt bỏ cậu intro nè. Chúng ta nè, nhìn sang gãy nè, nhìn sang gãy lại nè, nhìn sang gãy lại nè, đầu ô nhịp nha. Đầu âm nhịp chúng ta gãi nha. Rồi, và sau khi mà chúng ta đánh xong cái câu đàn tranh đó, chúng ta sẽ qua cái tiếng là string. Chúng ta sẽ qua tiếng string, chúng ta sẽ đi tiếp tục cũng y chang cái chọc âm đó luôn. Chúng ta đi câu là la đô la son mi son la. Rồi, la đô la son mi son la. Và tiếp tục son ghê mi la son, son la son la son ghê mi. Ha, thì tương tự vậy ha. Bắt đầu tới mi la đô rê, thì qua âm rê thứ thì chúng ta hạ nốt rê. La đô rê rê mi rê đô la đô rê, rồi mi la si, rồi mi la đô rê rê mi rê đô la đô rê, mi la si si, mi la si rê mi rê đô la son la, mi la si là son trưởng nè, rê mi rê là mi thứ, đô la son la là la thứ em. Rồi chúng ta làm lại, chúng ta làm lại ở cái tiếng đàn dây ha. Sau khi mà kết thúc cái intro là chúng ta sẽ sử dụng cái câu dặn này. Chúng ta sẽ sử dụng cái câu dặn à, cái intro số 2 nè, chúng ta dặn thế nào à, sau khi mà dặn xong rồi chúng ta sử dụng câu dặn là gì? La 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 son son la. Chúng ta dặn nó để làm gì? Để báo hiệu cho khách người ta hát. Hay chúng ta phải nhớ những cái mấu chốt đó để mà chúng ta đi làm show, chúng ta áp dụng vào, chúng ta áp dụng vào. La 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 son son la. Tiếp tục vô ha. Rồi Sang sẽ đánh lại cái tiếng đàn tranh, và phần thứ hai là tiếng đàn dây ha. Thực ra các quả âm thì cái câu của biết chen vậy thôi, tiếng đàn dây nó chen vậy thôi ha. Và cuối cùng Sang sẽ kết ở cái dặm của ti này để cho lớp chúng ta dùng ha. Rồi rồi Sang vừa đánh mô phỏng xong một cái intro cho trai dân ca, thì Sang cũng vừa vào mẫu một bài đó, vừa vào ngẫu hứng một bài đó, thì lớp của chúng ta cũng tham khảo ha. Thì đối với cái câu intro cha cha này thì chúng ta chú ý cái phần, tức là chúng ta chú ý thứ nhất đó là chúng ta nhớ là đầu cái ô nhịp, khi mà chúng ta cho đánh trống nó bắt nhịp thì chúng ta sẽ đánh cái câu đàn tranh này. Ha, ghế đô la sòn la, rồi sau đó mới vô câu intro để chúng ta làm lại nè. Hai cho nhóm đàn tranh, rồi đó là cái ghi chú thứ nhất. Cái ghi chú thứ hai đó là khi mà chúng ta ghê ở nốt la, chúng ta hợp âm la thứ là sẽ ghê ở nốt la, hợp âm pha trưởng sẽ ghê ở nốt la, hợp âm son trưởng là sẽ ghê ở nốt son, và hợp âm đô trưởng sẽ ghê ở nốt mi. Ha, tiếp tục hợp âm rê thứ là sẽ đó, hợp rơi vào nốt ghê. Hợp âm son trưởng tiếp theo cái dòng âm liên tục đó sẽ gây vào nốt si, rồi hợp âm mi thứ si nữa và trở về la. Thì khi mà chúng ta đánh những cái câu, khi mà chúng ta sang cho những cái nốt rê vào trong cái hợp âm đó để làm gì? Đó là cái nốt tối ưu cho cái hợp âm đó, để mà chúng ta khi mà chúng ta chế một câu intro khác
không nhất thiết là chúng ta đánh câu intro này, chúng ta đánh những câu intro khác đi ha. Nhưng mà sao nó thì biết sao nó đánh vào trong ngay chặng album đấy, chúng ta đánh nó đó là được. Rồi đó là Sang vừa đánh đại một bài đó, đánh nói chung là trong đầu không biết cái nốt gì mình sẽ đánh đó, nhưng mà sao Sang vừa trên những cái nốt hạ mà Sang vừa nổi thì Sang xong Sang đánh đại vào cái câu intro luôn, mà trong đầu không biết mà cái nốt gì mình sẽ đánh tiếp theo luôn, nhưng mà sao vẫn đánh đại, nó vẫn ra hồn của cái intro cha cha giang ca hai chúng ta nhớ. Rồi cái thứ hai nữa chúng ta phải chú ý một chỗ, đó là chúng ta sau khi kết thúc cái intro chúng ta sử dụng cái dạng la nè, la con la không nhịp vô. Như vậy là sao? Thì chúng ta phải chú ý gì? Chúng ta nhớ là dằn là để gì? Để báo hiệu. Và sau cái câu báo hiệu đó chúng ta sẽ có một cái gì? Gì? Cái đánh trống gì? Nó gõ gì? Ha, chúng ta nhớ là có cái phần gì? Có cái nhịp lấy đà đó sao để cho ca sĩ người ta vào hát cái bài đó cho dễ. Chúng ta báo hiệu bằng cách gì? La, son, la. Ha, chúng ta nhớ nhấn là bầm nè. La, son, la. Báo hiệu. Vô. Ta nhớ ha, đó là một vài cái ghi chú mà sang cũng nhấn mạnh cho lớp ha. Cái thứ hai nữa là chúng ta nhớ là chúng ta khi chúng ta chế là chúng ta phải chế cái đúng cái nốt hạ ha, và cái vòng hòa âm Sang nói lại nó rất là nhiều lần, la fa son do rồi re son mi la, nó chúng ta quánh cái vòng âm đó. Tại vì trước lần đầu thì chúng ta chế cái tiếng đàn tranh nhưng mà tiếng dây, rồi lần thứ hai thì chúng ta ví dụ như bài là mai mối lần sau khác thì chúng ta chế cái tiếng sáo cũng được, nghe cũng được, nghe cũng được ha. Đó là Sang đánh ngẫu nhiên thôi, Sang đánh ngẫu nhiên của cái voi bất kỳ thôi thì chúng ta nghe cái câu đó vẫn được. Thì ví dụ như là không lấy tiếng sáo mà chúng ta lấy những cái tiếng guitar cũng được, nghe vẫn được đúng không? Như vậy là Sang chỉ hướng dẫn cái một cái thôi, tức là tiếng đàn tranh nhưng mà tiếng dây thôi, phần còn lại là lớp chúng ta phải sáng tạo và mở rộng thêm những cái tiếng khác nha, bằng tự cách sáng tự chúng ta sáng tạo thêm nha. Rồi thì cái bài hướng dẫn về game show cha chào bột và âm đến đây xin dừng ha. Phần nào chưa gõ thì lớp cứ hỏi lại Sang nha. Thằng bắt chào tất cả cô chú anh chị.